Trong tang lễ long trọng, một chú chó quân đội đã ra khỏi quân ngũ chạy đến bên chiếc quan tài. Nó gầm gừ, như để đánh thức người chủ cũ, cuối cùng nằm bệt không động đậy trên đất, như đang hồi tưởng lại quá khứ. Mark là một chú chó quân đội phục vụ ở Afghanistan, nó được đào tạo bài bản và luôn đi đầu trong đội ngũ, khám phá mọi thứ mà nó cho là nguy hiểm. Hôm đó bọn họ đang đi về phía trước tuần tra như bình thường. Mark đang đi trước đột nhiên dừng lại, chủ nhân của nó nhận ra rằng có nguy hiểm, lập tức ra lệnh cho đội quân dừng lại. Nhưng Tyler đã mượn nhiệm vụ như một cái cớ để bảo họ tiếp tục tiến về phía trước. Kyle bất lực chỉ đành lệnh cho Mark tiếp tục tiến lên. Một tiếng nổ, Kyle mau chóng chạy lên kiểm tra, nhưng bị tấn công. Anh hét lớn tên Tyler, hy vọng có chi viện, nhưng Tyler đã trốn qua một bên không dám hành động. Kyle không ngừng ngã xuống đất, Mark nhìn thấy Tyler thấy chết không cứu tức giận rồi điên cuồng. Người nhà rất nhanh đã nhận được tin tức, trong tang lễ của Kyler, Mark kích động chạy đến bên quan tài, nó muốn gọi chủ nhân tỉnh dậy, nhưng cuối cùng đã bất lực nằm xuống đất, rất lâu không muốn rời đi. Mark mất đi chủ nhân và bị hội chứng sau chiến đấu, nó trở nên điên cuồng, không có ai có thể đến gần. Quân đội chỉ có thể cho nó rời quân ngũ và để nó ra đi trong yên bình. Nhưng Mark lại tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe lời một cậu thiếu niên, người này chính là em của Kyle, có lẽ Mark cảm nhận được hơi thở của chủ nhân trên người anh ta. Họ quyết định mang Mark về nhà, bố đã trói nó ở ngoài vườn. Buổi tối vắng vẻ, Mark sủa không ngừng, Justin chỉ có thể ra vườn an ủi nó. Nhưng lúc anh ta muốn rời đi, Mark lại tiếp tục sủa. Justin chỉ có thể ở bên cạnh nó, cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mark nhìn thấy chủ đã ngủ, lập tức đến bên anh ta canh chừng, đây là thói quen được rèn luyện trên chiến trường. Bạn bè đều ngưỡng mộ Justin có chó quân đội, họ đã cố gắng đánh thức ký ức của Mark, làm cho nó dần tiếp xúc gần gũi hơn với con người. Khi gia đình đang quây quần bên nhau, Tyler đột nhiên xuất hiện, anh ta nói mình vì bị thương nên được rời khỏi quân ngũ. Khi mọi người dẫn Tyler đến trước mặt Mark, ai biết một con chó đã trở nên ngoan ngoãn khi nhìn thấy Tyler lại trở nên điên cuồng. Nó xông về phía Tyler sủa không ngừng, thậm chí làm đứt dây xích trên người, may mà Tyler kịp thời ngăn nó lại mới không xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ có Mark biết người đàn ông trước mặt nó là tên đầu sỏ giết chết Kyle. Justin bắt đầu mỗi ngày đưa Mark đi dạo, thậm chí còn dẫn nó theo khi đạp xe. Buổi tối Justin cùng mọi người trong nhà xem pháo hoa, Justin đột nhiên phát hiện tiếng pháo hoa rất giống tiếng súng, điều này sẽ làm Mark sợ hãi. Anh ta chạy nhanh về nhà, quả nhiên Mark đang không ngừng sủa, trong ánh mắt nó đầy sợ hãi. Justin vào trong lồng, ôm Mark vào lòng, lúc này nó mới bình tĩnh lại. Tyler đến nhà kho của bố Kyle làm việc, ông ấy hỏi nguyên nhân cái chết của con trai, nhưng kẻ có tội như anh ta lại nói, chính Mark đã hại chết Kyle. Bố Kyle cho là thật, ông rất tức giận rút súng chuẩn bị bắn chết Mark. Nhưng Justin một mực khuyên can, bố mới tha cho nó. Justin đến nơi huấn luyện chó quân đội, biết được Tyler căn bản không phải vì bị thương mà được rời khỏi quân ngũ, trong này nhất định có ẩn tình. Nhìn máy ghi hình của nơi huấn luyện ghi lại, Justin khẳng định Tyler đang nói dối. Lúc đó có một tên xã hội đen tìm đến, Justin nghe thấy hắn nhắc đến tên Tyler trong điện thoại, anh quyết định tìm ra chân tướng. Anh để Mark dựa vào kỹ năng đánh mùi chuyên nghiệp, trong một khu rừng họ phát hiện ra Tyler đang giao dịch vũ khí với một đám người. Mark nhìn thấy vũ khí mất đi ý thức kêu lên, Tyler và nhóm người kia thả ra hai con chó hung ác, rất nhanh đã phát hiện ra Justin. Mark dũng cảm đứng trước Justin, đối mặt với hai đối thủ hung hãn, Mark biết cơ hội thắng của nó rất mong manh. Nó quay đầu nhìn Justin, sau đó chạy về phía đối thủ. Đúng là chó quân đội, đây là thời khắc quan trọng để dùng đến bộ não, 36 ghế đều dùng hết. Justin lập tức chạy trốn, bên này Mark dàn trận đánh bại đối thủ. Về đến nhà, Justin phát hiện Tyler và băng nhóm độc ác đã khởi kiện trước. Tyler uy hiếp Justin nhất định phải giết chết Mark. Justin không còn lựa chọn, chỉ có thể bất lực đưa Mark lên xe. Không ngờ, Mark đã nhắm thời cơ bỏ trốn. Về đến nhà, bố đã phát hiện Tyler lợi dụng nhà kho của mình để tàng trữ vũ khí và bị bắt đi. Lúc Justin đuổi đến, anh tìm thấy ví của bố ở nhà kho. Mark lại dùng kỹ năng của mình dẫn đường, họ vượt qua mọi con đường, cuối cùng tìm thấy nhóm người Tyler. Tiếng chuông điện thoại lại vô ý làm bọn họ bị phát hiện, con chó hung ác của Tyler lại tấn công. Mark rất cứng rắn nhưng nó lại dùng kế bỏ chạy. Nó chạy một mạch, nhìn thấy đối phương không chạy nổi nữa, nó còn đứng lại chờ. Không lâu sau, con chó hung ác đã mệt đến mức thở không ra hơi. Mark thấy thời cơ đã đến, nó xông lên công kích tàn bạo, đẩy đối thủ xuống vực, sau khi vật lộn một hồi lại đẩy đối thủ xuống nước trôi mất. Bố Kyle tuy tuổi già, nhưng từng làm việc trong quân đội, dùng mấy chiêu đã hạ gục tên xã hội đen canh giữ mình. Mark chạy đến, giống như phát điên xông về phía bố Kyle. Ông kinh hãi rút súng ra, nhưng Mark đã xông đến bổ nhào tên xã hội đen chuẩn bị đứng lên phía sau. Gia đình cuối cùng được đoàn tụ, nhưng chân của ông bố đã bị thương, căn bản không thể tháo chạy khỏi bọn truy đuổi. Justin quyết định dẫn theo Mark đánh lạc hướng kẻ truy đuổi, để có thời gian cho bố tháo chạy. Cuối cùng Tyler đã đuổi đến chỗ Justin. Đúng lúc đó, Mark từ phía xa xông đến. Justin và Mark đã giải quyết xong Tyler, may mà Mark chỉ bị thương nhẹ.
cả nhà lại được đoàn tụ. Anh nuôi tôi một ngày, tôi bảo vệ anh một đời, không phải vì tôi không biết mệt, không sợ nguy hiểm, chỉ vì anh là gia đình của tôi,